Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em chuyên đề hình học của lớp 12, đó là chuyên đề thể tích khối đa diện. Chuyên đề của chúng ta gồm có 3 nội dung sau đây. Một la mã là tóm tắt lý thuyết, 2 la mã là bài tập minh họa và 3 la mã là củng cố một số vấn đề quan trọng của lý thuyết. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến phần 1, tóm tắt lý thuyết. Trong phần tóm tắt lý thuyết này, ta sẽ ôn lại các công thức tính thể tích của các khối đa diện hay gặp ở chương trình hình học lớp 12. Đầu tiên là thể tích của khối lập phương. Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng A là V bằng A mũ 3. Tiếp theo, ta sẽ đi đến phần số 2 là thể tích của khối hợp chữ nhật. Thể tích của khối hợp chữ nhật có 3 kích thước ABC là V bằng A nhân B nhân với C, nghĩa là tích 3 kích thước. Phần số 3 là thể tích của khối lăn trụ. Thể tích khối lăn trụ có diện tích đáy B và chiều cao H là V bằng B nhân H. Các em hình dung khối lăn trụ này là khối lăn trụ ngũ giác, thì nó sẽ có hai đáy, là đáy dưới là màu tím, đáy trên là màu trắng này. Thì mình lấy diện tích đáy nào cũng được, còn chiều cao chính là khoảng cách giữa hai mặt đáy. Vậy thì theo định nghĩa khoảng cách giữa hai mặt song song, thì ta chỉ cần lấy khoảng cách từ một điểm bất kỳ từ mặt này đến mặt kia là được. Vậy như hình vẽ này, ta lấy A phẩy là đỉnh, thì ta sẽ kẻ A phẩy H vuông góc với đáy dưới, thì A phẩy H này chính là chiều cao H của khối lăn trụ. Các em cần nhớ lại cái kiến thức này để mình xác định chiều cao của khối lăn trụ cho tốt. Tiếp theo ta có phần thứ tư là thể tích của khối chớp. Thể tích khối chớp có diện tích đáy B và chiều cao H là V bằng 1/3 B nhân với H. Tương tự, hình vẽ này là ta có khối chớp ngũ giác với đỉnh là S và đáy là ngũ giác A, B, C, D, E. Thì diện tích đáy chính là màu tím này, còn chiều cao chính là khoảng cách từ đỉnh S đến mặt đáy. Thì từ S ta chỉ kẻ đường thẳng SH vuông góc với mặt đáy, thì SH này chính là chiều cao của khối chớp. Trong vấn đề tính thể tích của khối chớp, các em cần đi xác định và tính cái chiều cao này. Tiếp theo, ta đến phần 5 là một số tính chất về thể tích. Một tính chất quan trọng đó là tỷ số thể tích. Ta có một cái bài tập trong sách giáo khoa mà mình lấy làm nhận xét và áp dụng luôn trong bài tập. Đó là cho khối chớp SABC trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy 3 điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy khác với S. Khi đó ta có thể tích của khối chớp S A phẩy, B phẩy, C phẩy chia cho thể tích của khối chớp S A, B, C sẽ bằng S A phẩy chia S A nhân với S B phẩy chia S B nhân với S C phẩy chia cho S C. Trong bài tập này ở sách giáo khoa, để chứng minh được công thức tỷ số này, ta cần đưa hai khối chớp S A phẩy B phẩy C phẩy và S A B C về chung một mặt đáy, nên các em có thể chọn mặt S A B là mặt đáy hoặc S B C hoặc S A C đều được. Giả sử như hình này, mình chọn mặt S A B là mặt đáy, thì đỉnh của khối chớp S A B C sẽ là C và đỉnh của khối chớp S A phẩy B phẩy C phẩy sẽ là C phẩy. Từ đó mình sẽ hạ hai chiều cao tương ứng xuống, và theo tính chất hai đường thẳng cùng vuông góc mặt phẳng thì hai đường cao C phẩy H phẩy và cái CH này sẽ song song nhau, và ba điểm S H phẩy và H sẽ thẳng hàng, nên ta xài tablet ta sẽ có được tỷ lệ của cái chiều cao S H phẩy, xin lỗi, chiều cao C phẩy H phẩy và CH này sẽ tính được theo cái tỷ lệ là S C phẩy chia S C. Còn diện tích đáy thì chớp S A phẩy B phẩy C phẩy sẽ có đáy là tam giác S A phẩy B phẩy, còn khối chớp S A B C sẽ có đáy là S A B. Hai cái tam giác này sẽ có đỉnh chung là S, nên mình sẽ áp dụng diện tích theo công thức 1/2 tích hai cạnh bên nhân sin góc xen giữa. Thì sin của hai góc này nó bằng nhau, nên mình đơn giản đi thì mình sẽ còn lại tỷ lệ là S A phẩy chia S A nhân với S B phẩy chia cho S B, là mình có điều phải chứng minh.
Tiếp theo mình có phần B là phân chia các khối đại diện. Mình sẽ có một cái lý thuyết sau đây là nếu phân chia khối đại diện H thành hai khối đại diện H1 và H2 thì thể tích của khối H sẽ bằng thể tích của khối H1 cộng cho thể tích của khối H2. Tiếp theo, ta có phần 2 ra mã là bài tập minh họa gồm các bài tập trắc nghiệm. Câu số 1. Thể tích của khối lập phương có cạnh 5A sẽ bằng A là 5A mũ 3, B là A mũ 3 và C 125 A mũ 3, D là 25 A mũ 3. Câu 1 này nằm ở mức độ nhận biết, các em chỉ cần áp dụng công thức thể tích của khối lập phương là các em ra. Nhưng ở câu này mình sẽ áp dụng như sau. Thể tích của khối lập phương V sẽ bằng 5A tất cả mũ 3 thì mình sẽ được là 5 mũ 3 là 125 nhân với A mũ 3, nên ta sẽ chọn đáp án là câu C. Nhưng trong quá trình giảng dạy, cô thấy rất là nhiều học sinh khi áp dụng công thức này, các em quên đóng ngoặc cái 5A lại, có nghĩa là các em ghi là 5A mũ 3 nên các em sẽ chọn vô đáp án A thì các em sẽ bị sai. Nên khi mà các em tính thể tích, các em lưu ý là tất cả các lũy thừa các em phải cho vô trong ngoặc thì các em mới ra được đáp số đúng. Câu số 2, cho khối chớp có diện tích đáy B bằng 5A bình và chiều cao H bằng A. Thể tích của khối chớp đã cho bằng A là 5 phần 6 A mũ 3, B 5 phần 2 A mũ 3, C 5 A mũ 3, D 5 phần 3 A mũ 3. Tương tự câu 1, câu này đã cho sẵn diện tích đáy và chiều cao thì ta chỉ cần áp dụng công thức thể tích chớp là ta sẽ ra kết quả. Thể tích của khối chớp đã cho là V sẽ bằng 1 phần 3 B nhân H bằng 1 phần 3 nhân với 5A bình nhân với A thì ta được 5 phần 3 A mũ 3, nên ta sẽ chọn đáp án là câu D. Ở câu này thì các em nhớ thể tích khối chớp là có 1 phần 3 nhân diện tích đáy nhân với chiều cao, còn thể tích răng trụ là sẽ không có 1 phần 3 này. Giữa hai công thức này các em đừng có lẫn lộn, nếu không các em sẽ chọn sai đáp án. Câu số 3, cho khối lăn trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC bằng A căn 2 và BB phẩy bằng A. Tính thể tích V của khối lăn trụ đã cho câu A, V bằng A mũ 3 trên 3, câu B, V bằng A mũ 3, câu C, V bằng A mũ 3 trên 2, câu D, V bằng A mũ 6 chia 6. Ta sẽ có hình vẽ sau đây. Lăn trụ này là lăn trụ đứng, có nghĩa là cạnh bên vuông góc với đáy, cạnh bên chính là chiều cao luôn. Vậy đề bài cho BB phẩy bằng A là ta đã có chiều cao rồi. Đáy là tam giác ABC, vuông cân tại B, vuông cân tại B đây, mà lại có cạnh huyền là A căn 2, nên dựa vào tính chất tam giác vuông cân, ta dễ dàng tính được hai cạnh góc vuông là sẽ bằng cạnh huyền chia cho căn 2, là ta sẽ được hai cạnh góc vuông sẽ bằng A. Và áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông là ta sẽ tính được diện tích đáy. Ta có lời giải sau đây. Tam giác ABC vuông cân tại B có cạnh huyền bằng A căn 2 nên có hai cạnh góc vuông sẽ bằng A. Nên khối răng trụ sẽ có thể tích là V sẽ bằng diện tích đáy là diện tích tam giác ABC nhân với chiều cao là BB phẩy là sẽ bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông là bằng 1 phần 2 A bình nhân với A là bằng A mũ 3 trên 2, nên ta sẽ chọn đáp án là câu C. Ở bài 3 này, các em nhớ cái tính chất mình tính nhanh trong bài tập trắc nghiệm là khi cho cạnh huyền của tam giác vuông cân hay cho đường chéo của hình vuông thì ta dễ dàng tính được ngay hai cạnh góc vuông là bằng cách lấy cạnh huyền chia cho căn 2 là ta sẽ ra đáp số hai cạnh góc vuông hoặc là cạnh của hình vuông. Các em lưu ý tính chất đó để mình làm nhanh trắc nghiệm. Câu số 4. Một hình lăn trụ đứng tam giác có độ dài các cạnh đáy lần lượt là 37, 13, 30 và diện tích xung quanh là 480. Khi đó, thể tích của khối lăn trụ đó là câu A 1080, câu B 2016, câu C 1024, câu D 2010. Ta sẽ có hình vẽ như sau. Tương tự câu số 3, lăn trụ này là lăn trụ đứng tam giác nên cạnh bên sẽ vuông góc với mặt đáy,
bên cạnh bên chính là chiều cao. Mình sẽ đặt cái chiều cao này là h. Đáy có ba cạnh lần lượt là 13, 37, 30. Mình vẽ tượng trưng như thế này. Thì mình thấy rằng để tính thể tích khối lăn trụ, ta cần có chiều cao và diện tích đáy. Mà đáy là tam giác đã có ba cạnh thì mình sẽ dễ dàng tính được diện tích đáy theo công thức Heron. Sau đó, để tính được chiều cao, mình sẽ sử dụng tiếp giả thiết là diện tích xung quanh bằng 480. Vì lăn trụ này là lăn trụ đứng nên ba mặt xung quanh của nó là các hình chữ nhật, lần lượt có một cái kích thước là h, chính là chiều cao của khối lăn trụ. Còn các kích thước còn lại sẽ là 13, 37 và 30. Chính vì vậy ta sẽ có lời giải như sau đây. Để tính được công thức hay rong, ta sẽ tính nửa chu vi bê phở bằng A cộng B cộng C chia 2. Thế vô ta sẽ được là 40. Sau đó áp dụng công thức hay rong, ta sẽ tính được diện tích đáy của lăn trụ là B sẽ bằng căn bậc 2 của B phở nhân với B trừ A nhân với B trừ B nhân với B trừ C. Thế B A B C vô, ta sẽ được kết quả là 180. Sau đó ta sử dụng tiếp cái giả thiết diện tích xung quanh là ta sẽ gọi H là chiều cao của khối lăn trụ. Thì diện tích xung quanh của khối lăn trụ sẽ bằng tổng diện tích của ba hình chữ nhật là 37H cộng 13H cộng 30H bằng 480. Thu gọn chia qua thì ta sẽ tính được H bằng 6. Có H, có diện tích đáy thì ta sẽ có thể tích của lăn trụ là V bằng B nhân H bằng 180 nhân 6 là bằng 1080. Chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A. Ở câu số 4 này, giúp các em ôn tập lại công thức tính diện tích tam giác khi biết ba cạnh, đó là công thức Heron. Các em lưu ý cần thuộc công thức này để làm được dạng bài này. Và kiến thức về lăn trụ đứng để thấy được ba mặt bên của lăn trụ đứng là các hình chữ nhật để áp dụng được công thức diện tích xung quanh. Tiếp theo ta đến câu 5. Cho hình chớp SABCD có đáy là hình chữ nhật. SA vuông góc với đáy, AB bằng A nhỏ và AD bằng 2A nhỏ. Góc giữa SB và mặt đáy bằng 45 độ. Thể tích của khối chớp SABCD là câu A, A mũ 3 căn 2 chia 3. Câu B, 2A mũ 3 phần 3. Câu C, A mũ 3 chia căn 3. Câu D, A mũ 3 căn 2 chia 6. Ta sẽ có hình vẽ minh họa như sau. Khối chớp này là chớp tứ giác có đáy là hình chữ nhật. SA vuông góc với đáy và đáy là hình chữ nhật có hai kích thước là A và 2A. Vậy thì diện tích đáy của hình chớp này ta đã tính được. Bây giờ ta cần tính chiều cao SA nữa thì ta sẽ tính được thể tích khối chớp này. Vậy để tính được SA, ta cần đi xác định góc giữa SB và mặt đáy. Vậy ta nhớ lại phương pháp xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng ở lớp 11. Để xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, theo định nghĩa, nó sẽ bằng góc giữa SB và hình chiếu của SB lên mặt đáy ABCD. Vậy để tìm được hình chiếu của SB lên mặt đáy, ta sẽ đầu tiên sẽ tìm giao điểm của SB với mặt đáy, đó chính là điểm B. Sau khi tìm giao điểm xong, ta sẽ đi tìm hình chiếu của S lên mặt đáy, đó chính là điểm A, vì SA vuông với ABCD. Vậy thì dễ thấy BA chính là hình chiếu của SB lên mặt đáy, nên góc giữa SB và mặt đáy chính là góc SBA, góc này bằng 45 độ. Nhưng nếu em nào nhạy bén thì thấy ngay tam giác SAB vuông tại A có góc B bằng 45 thì nó sẽ là vuông cân, nên SA của mình bằng A. Từ đó mình dễ dàng có lời giải sau đây. Diện tích đáy hình chữ nhật SABCD là bằng A nhân 2A bằng 2A bình. Xác định góc giữa SB là do SA vuông góc ABCD nên góc giữa SB và mặt đáy là góc SBA bằng 45 độ. Suy ra tam giác SAB vuông cân tại A nên có SA bằng AB bằng A nhỏ. Tiếp theo ta chỉ cần thế vô công thức thể tích khối chớp là V SABCD sẽ bằng 1/3 diện tích ABCD nhân với chiều cao SA bằng 1/3 nhân với 2A bình nhân với A thì ta sẽ được 2A mũ 3 chia 3, nên ta chọn đáp án là câu B.
Ở câu số 5 này, giúp các em ôn tập lại kiến thức giữa đường thẳng và mặt phẳng ở lớp 11. Kết hợp với kiến thức đó với lại công thức tính thể tích khối chớp, các em sẽ giải quyết được câu số 5 này ở lớp 12. Câu 6. Cho khối chớp tứ giác đều có cạnh đáy bằng A, cạnh bên gấp 2 lần cạnh đáy. Tính thể tích của khối chớp đã cho: câu A, V bằng A mũ 3 căn 14 chia 2. Câu B, V bằng A mũ 3 căn 2 chia 2. Câu C, V bằng A mũ 3 căn 14 chia 6. Và câu D, V bằng A mũ 3 căn 2 chia 6. Ta sẽ có hình vẽ minh họa sau đây. Đối với câu 6 này, các em cần nắm lại kiến thức về chớp tứ giác đều. Vậy thì định nghĩa khối chớp tứ giác đều chính là khối chớp tứ giác mà có đáy là tứ giác đều và chân của đường cao, chân của đỉnh, hình chiếu của đỉnh lên mặt đáy chính trùng với tâm của mặt đáy. Vậy ABCD là hình vuông, tứ giác đều sẽ là hình vuông và tâm của hình vuông chính là giao điểm O của hai đường chéo AB và CD. Vậy theo tính chất của chớp tứ giác đều thì SO sẽ vuông góc với mặt đáy ABCD. Và dựa vào hai tính chất cơ bản đó, ta sẽ có các tính chất sau đây của hình chớp tứ giác đều, đó là tất cả các cạnh bên bằng nhau. Còn thêm hai tính chất nữa là góc giữa các cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau và góc giữa các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau. Nhưng bài này ta không xài hai yếu tố góc đó, ta chỉ cần xài cạnh là đủ. Chính vì nhận xét như thế, ta sẽ có lời giải như sau. Theo đề thì ta sẽ chọn một cái cạnh bên là SD, ta cho bằng 2A. Nhưng thực ra là bốn cạnh bên là SA, B, C đều bằng 2A hết ha. Nhưng nhìn vô hình ta chỉ cần xài SD là đủ. Diện tích đáy hình vuông có cạnh bằng A, nên diện tích SABCD sẽ bằng A bình. Gọi O là tâm hình vuông ABCD, thì theo tính chất chớp tứ giác đều ta có SO vuông góc ABCD. Và OD bằng một nửa đường chéo BD. Đường chéo BD lại bằng A căn 2, nên OD sẽ bằng A căn 2 chia 2. Vậy để tính được thể tích khối chớp đã cho, ta chỉ cần tính chiều cao SO. Nhận thấy tam giác SOD nó sẽ vuông tại O, nên mình sử dụng Pythagore mình sẽ ra. SO sẽ bằng căn bậc 2 của SD bình trừ cho OD bình. Thế vô ta sẽ được căn bậc 2 của 4A bình trừ cho A căn 2 chia 2 tất cả bình. Ở trong đây bình phương lên mình được 2A bình chia cho 4. Quy đồng mẫu thì mình sẽ được 16A bình chia 4. Xin lỗi, quy đồng mẫu trừ ra mình sẽ được 14A bình trên 4. Thu gọn mình sẽ được A căn 14 trên 2. Tiếp theo, ta sẽ tính thể tích khối chớp SABCD theo công thức là V của SABCD sẽ bằng 1 phần 3 diện tích đáy SABCD nhân với lại SO sẽ bằng 1 phần 3 A bình nhân với A căn 14 chia 2. Thu gọn ta sẽ được A mũ 3 căn 14 chia 6. Nên ta sẽ chọn đáp án là câu C. Ở câu 6 này, các em cần nhớ lại tính chất của chớp tứ giác đều để vẽ hình và xác định chiều cao cho chính xác. Sau đó áp dụng các giả thiết để tính thể tích. Chúng ta đi đến câu 7. Cho khối chớp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A, SA vuông góc với đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC bằng A căn 2 chia 2. Tính thể tích của khối chớp đã cho: câu A, V bằng A mũ 3 trên 2. Câu B, V bằng A mũ 3 trên 3. Câu C, V bằng A mũ 3. Câu D, V bằng A mũ 3 căn 3 chia 9. Ta có hình vẽ minh họa sau đây. Hình chớp tứ giác này có đáy là hình vuông, SA vuông góc với đáy. Đề bài cho hình vuông có cạnh A nên diện tích đáy ta đã tính được là A bình là xong rồi. Vậy để tính được thể tích khối chớp ta cần tính chiều cao SA. Vậy để tính được SA ta cần đi xác định khoảng cách từ A đến mặt SBC. Vậy thì chúng ta sẽ nhắc lại kiến thức xác định khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng ở lớp 11. Phương pháp như sau. Để xác định khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC, các em cần tìm một mặt phẳng chứa A mà vuông góc với SBC. Sau khi tìm được mặt phẳng đó, nhìn lên hình này ta sẽ thấy được mặt SAB sẽ vuông với SBC.
Sau khi tìm mặt phẳng chữ A vuông góc với BC, ta sẽ đi tìm giao tuyến của hai mặt đó. Thì giao tuyến của XAB và XBC chính là XB. Sau khi có giao tuyến XB, thì từ điểm A ta chỉ cần kẻ đường AH vuông góc với XB, thì ta sẽ có AH vuông góc với XBC theo định lý về hai mặt vuông góc ở lớp 11. Là nếu B mặt phẳng B vuông góc mặt phẳng Q theo giao tuyến D nhỏ, thì đường thẳng A nằm trong B, A vuông góc với D thì A sẽ vuông góc với B phẳng, A sẽ vuông góc với mặt phẳng Q. Chính vì vậy ta sẽ có lời giải sau đây. Diện tích đáy là diện tích hình vuông ABCD sẽ bằng A bình. Ta dễ thấy được rằng BC vừa vuông góc AB vừa vuông góc SA, nên BC sẽ vuông góc với mặt SAB, nên hai mặt SBC sẽ vuông với lại SAB theo giao tuyến là SB. Cái này là theo định lý hai mặt vuông góc ở lớp 11. Là hai mặt muốn vuông góc thì chỉ cần mặt này chứa một đường vuông góc với mặt kia thì sẽ vuông góc nhau. Tiếp theo, trong cái mặt SAB, ta sẽ kẻ AH vuông góc với SB tại H, thì theo định lý ta có AH vuông góc với SBC, nên khoảng cách từ A đến SBC chính bằng đoạn AH, ta ký hiệu là D nhỏ và bằng đáp số là A căn 2 trên 2. Vậy mình nhìn trên hình này, mình thấy trong tam giác vuông SAB vuông tại A có AH là đường cao, mà đã có được AB bằng A, có được AH bằng A căn 2 trên 2, nên để tính được SA, ta sẽ sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông như sau. Hệ thức lượng trong tam giác vuông là 1 phần AH bình sẽ bằng 1 phần SA bình cộng cho 1 phần AB bình. Từ đây ta suy ra 1 phần SA bình sẽ bằng 1 phần AH bình trừ cho 1 phần AB bình. Thế vô thì AH hồi nãy là bằng A căn 2 trên 2, bình lên là sẽ bằng 2A bình trên 4, nghịch đảo là mình sẽ được 4 trên 2A bình trừ cho 1 phần A bình. Thu gọn cái này ta được 2 chia A bình trừ 1 phần A bình là được 1 phần A bình, nên mình dễ dàng suy ra SA bằng A. Sau khi có SA thì ta có hệ tích khối chớp là V của SABCD sẽ bằng 1 phần 3 diện tích của ABCD nhân với lại SA bằng 1 phần 3 A bình nhân với A là bằng A mũ 3 chia 3. Nên ta sẽ chọn đáp án là câu B. Tiếp theo, ta đi đến câu số 8. Cho lăn trụ tam giác ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy có thể tích là V. Tính thể tích của khối chớp C phẩy, AB, B phẩy theo V. Câu A là V trên 3, câu B là 2V trên 3, câu C là V trên 4 và câu D là 2V trên 5. Ta có hình vẽ minh họa sau đây. Lăn trụ này đề bài chỉ cho là lăn trụ tam giác, nên mình vẽ lăn trụ xiên ha các em. Mình sẽ hình thành khối chớp là C phẩy, AB, B phẩy trên hình. Rồi. Nhận thấy bài này, để tính được thể tích của khối chớp tam giác này, thì nhìn mới đầu nhìn vô mình sẽ chưa thấy được phương pháp. Nhưng nếu bạn nào khéo thì sẽ thấy được rằng nếu xem khối chớp này có đỉnh là C phẩy, đáy là AB, B phẩy, mở rộng đáy ra thành hình bình hành AB, C phẩy, mở rộng hình bình hành ra là AB, B phẩy, A phẩy, thì thể tích của khối chớp C phẩy, AB, B phẩy nó sẽ bằng một nửa thể tích của khối chớp C phẩy, AB, B phẩy, A phẩy. Vì lý do là chiều cao là nó bằng nhau, mà diện tích đáy nó bằng phân nửa. Từ nhận xét đó mình sẽ có lời giải sau đây. Mình sẽ gọi H và B lần lượt là chiều cao và diện tích đáy của lăn trụ. Thì theo công thức ta có thể tích lăn trụ sẽ là V bằng V sẽ bằng B nhân H. Ta có tiếp theo là ta sẽ đi tính thể tích của khối chớp C phẩy ABC. Khối chớp này nếu ta xem C phẩy là đỉnh, ABC là đáy, thì thể tích của nó sẽ bằng 1 phần 3 nhân B nhân H. Vì diện tích đáy là bằng diện tích đáy của lăn trụ, chiều cao cũng bằng chiều cao của lăn trụ. Chính vì vậy thể tích của khối chớp C phẩy ABC sẽ bằng V chia 3. Từ đây ta sẽ suy ra
thể tích của khối chấp tứ giác lúc nãy đó là C phẩy AB, B phẩy A phẩy sẽ bằng V mà trừ cho thể tích của khối chấp C phẩy ABC. Thế vô là ta được V trừ cho V trên 3 là sẽ bằng 2V trên 3. Và như nhận xét là thể tích của khối chấp C phẩy AB, B phẩy sẽ bằng một nửa thể tích của khối chấp C phẩy AB, B phẩy A phẩy, nên ta sẽ có là 1 phần 2 nhân với 2 phần 2 V chia 3 là bằng V chia 3. Nên ta sẽ chọn đáp án là câu A. Đối với dạng câu tỉ số hệ tích này thì các em lưu ý trong lăn trụ thì cái khối chớp mà có đỉnh là một đỉnh của đáy trên và đáy là đáy của đáy dưới, thì khối chớp này luôn có hệ tích là bằng 1 phần 3 thể tích của khối lăn trụ. Và như thế thì cái khối chớp tứ giác còn lại là C phẩy AB, B phẩy A phẩy này sẽ bằng 2V chia 3 là 2 phần 3 hệ tích của khối lăn trụ. Dựa vào tính chất đó, các em sẽ giải quyết được khá là nhiều bài tập liên quan tới tỉ số hệ tích của lăn trụ. Tiếp theo ta có câu số 9. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau. Cho AB bằng 6A nhỏ, AC bằng 7A nhỏ và AD bằng 4A nhỏ. Gọi MN B phở tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD, DB. Yêu cầu tính thể tích V của tứ diện AMN B phở. Câu A, V bằng 7 phần 2 A mũ 3. Câu B, V bằng 14 A mũ 3. Câu C, V bằng 28 phần 3 A mũ 3. Câu D, V bằng 7 A mũ 3. Ta có hình vẽ minh họa sau đây. Khối chớp khối tứ diện ABCD này có 3 cạnh đôi một vuông góc, đó là AB, AC và AD. Và có luôn kích thước của ba cạnh này. Nên nhận thấy khối tứ diện này nếu cô xem D là đỉnh thì đáy sẽ là tam giác ABC. Vậy thì thể tích của khối chớp này dễ dàng tính được là bằng 1/3 chiều cao AD nhân với diện tích đáy ABC. Nhưng ABC là tam giác vuông tại A nên lại có diện tích là bằng 1/2 AB nhân với AC, nên mình sẽ có nhanh thể tích của khối tứ diện mà có 3 cạnh vuông góc sẽ bằng 1/6 tích 3 cạnh vuông góc đó. Tiếp theo, sau khi tính được thể tích của khối tứ diện ABCD rồi thì để tính được thể tích của khối tứ diện AMN B phở thì ta sẽ xem khối tứ diện AMN B phở và khối tứ diện ABCD xem có cùng đỉnh A, thì khi đó chiều cao của hai khối tứ diện này sẽ bằng nhau. Còn diện tích đáy thì mình cần đi so sánh diện tích tam giác MN B phở với diện tích tam giác BCD. Nhưng vì MN B phở là trung điểm của các cạnh tam giác BCD nên theo tính chất đường trung bình dễ dàng nhận thấy tam giác MN B phở sẽ đồng dạng với tam giác DBC theo tỉ số đồng dạng là 1/2. Mà tam giác đồng dạng theo tỉ số 1/2 thì tỉ số diện tích sẽ là 1/2 tất cả bình, có nghĩa là 1/4. Chính vì vậy ta sẽ có diện tích của tam giác MN B phở sẽ bằng 1/4 diện tích của tam giác DBC. Hai khối chớp có cùng chiều cao, diện tích đáy là bằng 1/4. Vì vậy ta sẽ có thể tích của khối chớp AMN B phở sẽ bằng 1/4 thể tích của khối chớp ADBC. Thế vô ta sẽ được 1/4 nhân với 1/6 nhân với 6A nhân với 7A nhân với 4A. Đơn giản 46 đi, ta còn được 7A mũ 3. Nên ta sẽ chọn đáp án là câu D. Đối với bài này, các em thấy rằng để tính được thể tích của khối tứ diện AMN B phở thì ta phải nhạy bén xem hai khối tứ diện AMN B phở với lại khối tứ diện đề bài cho ABCD có cùng đỉnh A thì chiều cao sẽ bằng nhau. Chỉ cần so sánh diện tích đáy là xong. Thì mình cần so sánh diện tích đáy theo cái tính chất tam giác đồng dạng. Đây là một nhận xét để các em có thể làm bài toán tỉ số hệ tích là tốt, là một cái chú ý. Tiếp theo, ta đi đến câu số 10. Cho khối hợp chữ nhật ABCD
A', B', C', D'. Có đáy là hình vuông. Đường chéo BD bằng 2A, góc giữa hai mặt phẳng A', B', D và ABCD bằng 30 độ. Thể tích khối hợp chữ nhật đã cho sẽ bằng câu A, 6 căn 3 A mũ 3. Câu B, 2 căn 3 chia 9 A mũ 3. Câu C, 2 căn 3 A mũ 3. Câu D, 2 căn 3 phần 3 A mũ 3. Ta có hình vẽ minh họa sau đây. Đề bài cho khối hợp chữ nhật có nghĩa là A' là chiều cao, đáy là hình chữ nhật. Đáy đề bài cho hình vuông. Hình vuông này có đường chéo BD thì dễ dàng tính được hai cạnh góc vuông là bằng BD chia căn 2 là bằng A căn 2. Từ đó ta sẽ tính được diện tích đáy hình vuông ABCD. Tiếp theo, để tính được thể tích của khối hợp chữ nhật, ta cần tính cái kích thước A' là cái chiều cao này. Vậy để tính được A', ta cần đi xác định góc giữa hai mặt phẳng A', BD và mặt đáy ABCD. Vậy tiếp theo ta cần ôn lại kiến thức về góc giữa hai mặt phẳng. Ta sẽ có phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng như sau. Để xác định góc giữa hai mặt phẳng, đầu tiên ta sẽ tìm giao tuyến của hai mặt phẳng đó. Thì mặt phẳng A', BD và mặt đáy ABCD dễ nhận thấy giao tuyến chính là BD. Tiếp theo, ta cần tìm một mặt phẳng vuông góc với giao tuyến BD này. Nhận thấy do đáy ABCD là hình vuông và A' vuông góc với đáy, nên BD này dễ dàng sẽ vuông góc với mặt A'AC. Lý do là vì BD vừa vuông AC vừa vuông AA', nên BD sẽ vuông với mặt A'AC. Hình vuông này ta gọi O là tâm, có nghĩa là O là giao điểm của AC và BD. Thì bước tiếp theo, sau khi tìm được mặt A'AC vuông góc với lại giao tuyến BD, ta đi tìm tiếp giao tuyến của mặt A'AC này với hai cái mặt cần xác định góc, đó là mặt A'BD và mặt đáy ABCD. Thì nhận thấy giao tuyến với mặt A'BD chính là đường A'O và giao tuyến với mặt đáy ABCD chính là đường AO. Thì góc giữa hai đường A'O và AO này chính là góc giữa hai mặt phẳng cần xác định. Nhưng vì tam giác A'AO này vuông tại A, nên góc giữa hai đường này là góc nhỏ, nên nó chính là góc A'OA luôn. Góc này chính là 30 độ. Có được góc này rồi thì sẽ tính được AO là đường nửa đường chéo của hình vuông. Có được góc này, sử dụng tỉ số lượng giác, ta sẽ tính được AA'. Ta sẽ có lời giải như sau. Vì ABCD là hình vuông nên sẽ có được cạnh góc vuông sẽ bằng đường chéo chia cho căn 2 là bằng A căn 2. Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Ta sẽ có các bước xác định góc như sau. Tìm giao tuyến của hai mặt A'BD và ABCD là BD. Tiếp theo, dễ thấy BD vuông góc với SAC như hồi nãy trình bày bước chứng minh. Nên góc giữa hai mặt A'BD và ABCD chính là góc giữa hai giao tuyến, đó là góc A'OA. Góc này bằng 30 độ. Tam giác A'AO vuông tại A có A'A sẽ bằng AO nhân với tan 30 độ. Có nghĩa là trong tam giác vuông thì cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối, mà AO sẽ bằng nửa AC. AC là đường chéo hình vuông nên nó sẽ bằng 2A bằng với BD, vậy AO bằng A, vậy kết quả là A chia căn 3. Rồi áp dụng công thức thể tích của khối hợp chữ nhật là bằng tích 3 kích thước, ta được V sẽ bằng AB bình nhân với AA' là bằng A căn 2 tất cả bình nhân với A chia căn 3. Thu gọn ta sẽ được 2 căn 3 chia 3 A mũ 3, nên ta sẽ có đáp án là câu D. Ở câu 10 này, giúp các em ôn lại kiến thức xác định góc giữa hai mặt phẳng trong không gian ở lớp 11. Để giải được câu 10, các em cần nhuần nhuyễn cái phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng thì các em mới giải quyết được dạng bài của câu 10. Câu số 11. Cho khối chớp SABC có đáy là tam giác dung cân tại A, SA vuông với đáy. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC bằng 3. Gọi alpha là góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC. Tính cos alpha khi thể tích
khối chớp XABC nhỏ nhất. Câu A, cos alpha bằng 1/3. Câu B, cos alpha bằng căn 3/3. Câu C, cos alpha bằng căn 2/2. Và câu D, cos alpha bằng 2/3. Ta sẽ có mình hình vẽ minh họa sau đây. Khối chớp tam giác này có XA vuông góc với đáy, vậy là chiều cao đã là XA rồi. Có hai giả thiết là khoảng cách từ điểm A đến mặt XBC bằng 3, và alpha chính là góc giữa hai mặt XBC và ABC. Yêu cầu là tìm cos alpha để thể tích của khối chớp XABC nhỏ nhất. Vì để viết được bài toán này, ta sẽ làm như sau. Ta phải cần xác định góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC. Tương tự, xác định khoảng cách từ A đến mặt SBC. Sau đó, dựa vào các dữ kiện đó, ta sẽ tính chiều cao SA, tính diện tích đáy ABC theo alpha. Sau đó, ta sử dụng công ức lượng giác để chuyển về hết cos alpha. Sau đó, ta sẽ đổi biến số T là cos alpha, đưa thể tích của khối chớp này về một hàm số theo T và đi tìm T để cho thể tích đó, hàm số đó đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 11 này chính là một câu cực trị trong hình học. Nó đòi hỏi các em kết hợp kiến thức giữa hình học lớp 12 và kiến thức giữa chương giải tích khảo sát hàm số của lớp 12. Ta sẽ trình bày từng bước sau đây. Gọi M là trung điểm của BC. Thì tương tự, để xác định khoảng cách từ A đến mặt SBC, ta sẽ tìm một mặt phẳng đi qua A mà vuông góc với SBC. Để tìm được mặt phẳng đó, thì mình thấy SBC này có BC nằm trên mặt đáy, nên mình sẽ làm ngược lại. Mình tìm xem hoặc là dựng một cái mặt phẳng đi qua A mà vuông góc với lại BC. Dễ thấy rằng nếu gọi M là trung điểm của BC, vì tam giác ABC nó cân tại A nên có BC vuông với AM. Mặt khác, BC lại vuông với SA nên liền có BC vuông với mặt SIM. Rồi, sau khi có BC vuông với SIM, ta sẽ có hai mặt SBC và SIM vuông góc nhau theo giao tuyến là SM. Tiếp theo, trong mặt phẳng SIM, ta kẻ đường AH vuông với SM, thì theo định lý về hai mặt vuông góc, ta sẽ có AH vuông góc với mặt SBC, nên khoảng cách từ A đến SBC sẽ bằng đoạn AH bằng 3. Vậy AH này bằng 3. Tiếp theo, ta sẽ đi xác định góc giữa hai mặt SBC và ABC. Đầu tiên, ta tìm giao tuyến của hai mặt này, chính là BC. Tiếp theo, theo chứng minh trên, ta có BC vuông góc với SIM, nên góc giữa SBC và ABC sẽ là góc SMA bằng alpha. Lý do có góc này là vì ta tìm giao tuyến của mặt SIM với mặt SBC là đường SM. Tương tự, tìm giao tuyến của mặt SIM với mặt ABC là đường IM. Sau đó góc giữa hai đường này chính là góc cần tìm. Nhưng vì tam giác SIM vuông tại A, nên góc SMA là góc nhọn, nên góc cần xác định chính là góc SMA bằng alpha luôn. Lý do là vì có định nghĩa khi hai mặt phẳng không vuông góc nhau thì góc giữa hai mặt phẳng đó là góc nhọn. Tiếp nữa, trong tam giác vuông AHM, ta có được AH bằng 3, có được góc M này bằng alpha, nên để tính được diện tích đáy ABC này, ta cần tính ra AM, nên ta sẽ xài tỉ số sin. Sin là bằng đối chia huyền, nên ta sẽ có sin alpha bằng AH chia AM. Từ đây suy ra AM sẽ bằng AH chia sin alpha sẽ bằng 3 chia alpha, bằng 3 chia cho sin alpha. Tiếp nữa thì nhận thấy xài luôn cái tam giác vuông là SAM vuông tại A, có được góc alpha và IM, ta sẽ tính được SA là chiều cao. Trong tam giác SIM vuông tại A có SA, cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh góc vuông kia nhân tan góc đối là bằng IM nhân tan alpha sẽ bằng 3 chia sin alpha nhân với tan alpha, mà tan alpha bằng sin alpha chia cos alpha nên sẽ bằng 3 chia cos alpha. Tiếp theo, nhận thấy tam giác ABC vuông cân tại A
có AM là đường trung tuyến, nên hai cạnh góc vuông AB sẽ bằng AC bằng cạnh huyền BC chia căn 2, mà trong tam giác vuông thì cạnh huyền bằng 2 lần đường trung tuyến nên BC bằng 2 AM, thế vô thế AM ở trên vô thì ta sẽ được AB bằng AC bằng 3 căn 2 chia sin alpha. Chính vì vậy, thế công thức thể tích chớp ABC vô ta sẽ có thể tích của khối chớp sẽ bằng 1/3 chiều cao XA nhân với diện tích đáy là 1/2 tích hai cạnh góc vuông là sẽ bằng 1/2 AB bình. Thế vô mình được 1/6 nhân với XA là 3 chia cos alpha. AB bình là sẽ được 18 chia cho sin bình alpha. Nhưng vì bài này yêu cầu tìm cos alpha nên theo phân tích đầu bài mình sẽ sử dụng hàm lượng thức lượng giác, mình đưa sin bình alpha về là 1 trừ cos bình alpha. Sau đó mình thấy rằng thể tích này nó lại là một phân số, một phân thức với ẩn là alpha, tử là chính, mẫu là một cái hàm theo cos alpha. Nên để tìm cos alpha để cái V này đạt giá trị nhỏ nhất thì do chính này là hàng số rồi nên cái phân số này đạt giá trị nhỏ nhất khi cái mẫu này đạt giá trị lớn nhất. Như phân tích ở trên, ta thấy V đạt giá trị nhỏ nhất khi hàm số F alpha bằng cos alpha nhân với 1 trừ cos bình alpha đạt giá trị lớn nhất. Chính vì vậy, ta sẽ đặt ẩn phụ T bằng cos alpha. Nhưng vì như phân tích hai mặt phẳng XBC và ABC không vuông góc nhau nên góc alpha chỉ dao động từ 0 độ đến 90 độ, có nghĩa là nằm trong khoảng 0 độ đến 90 độ. Chính vì vậy T sẽ thuộc khoảng 0,1. Ta sẽ có hàm số mới là hàm GT sẽ bằng T nhân với 1 trừ T bình. Nhân phân phối vô ta sẽ được T trừ T mũ 3. Khảo sát hàm này trên cái khoảng 0,1 ta được G'T bằng 1 trừ cho 3 T bình cho G'T bằng 0. Ta sẽ tính được hai nghiệm là cộng trừ căn 3 chia 3. Nhưng vì T thuộc khoảng 0,1 nên ta chỉ lấy nghiệm là căn 3 trên 3 thôi. Tiếp theo ta sẽ có bảng biến thiên. T sẽ chạy từ 0 đến 1, có cái nghiệm ở chính giữa, ở giữa là căn 3 chia 3. Khi đó G'T sẽ bằng 0 tại căn 3 chia 3. Còn hàm G' là hàm bậc 2 ẩn T. Cái nghiệm dương thứ nhất là căn 3 chia 3, còn cái nghiệm còn lại trừ căn 3 chia 2 trừ căn 3 chia 3 nó nhỏ hơn 0, nó nằm ở bên đây nè. Vậy thì theo nguyên tắc xét dấu, ở ngoài là cùng dấu hệ số A là nó là mang dấu trừ. Tiếp theo, nghiệm này nghiệm đơn nên đổi dấu thành dấu cộng. Nên ta sẽ có bảng biến thiên của GT là dễ thấy GT sẽ đạt giá trị lớn nhất khi T bằng căn 3 trên 3. 2T bằng cos alpha thì ta sẽ được hàm số F alpha đạt giá trị lớn nhất khi cos alpha bằng căn 3 chia 3. Và cos alpha bằng căn 3 chia 3 sẽ thỏa mãn yêu cầu bài toán. Nên ta sẽ chọn đáp án là câu B. Và phần cuối cùng là phần ba la mã củng cố. Ta sẽ củng cố lại một số lý thuyết quan trọng của phần thể tích của chuyên đề thể tích khối đa diện như sau. Ở chuyên đề này, các em cần nhớ thể tích khối lăn trụ có diện tích đáy B và chiều cao H là V bằng B nhân H. Thứ hai là thể tích của khối chớp có diện tích đáy B và chiều cao H là V bằng 1/3 B nhân H. Giữa hai công thức thể tích này, các em đừng nhầm lẫn. Nhớ là thể tích lăn trụ là không có 1/3 và thể tích khối chớp là có 1/3. Tiếp theo là công thức thể tính tỷ số thể tích rất là quan trọng. Công thức này chúng ta đã được nhắc ở đầu bài. Và một lưu ý các em hay mắc phải đó là công thức tính tỷ số thể tích này chỉ áp dụng cho khối chớp tam giác. Còn những khối chớp tứ giác và những khối chớp hữu giác thì ta không áp dụng được. Nên để tính được bài tỷ số thể tích của khối chớp tứ giác, ta cần chẻ khối chớp tứ giác ra thành các khối chớp tam giác rồi mới áp dụng được công thức này. Và cái cuối cùng, để tính tốt cái phần thể tích ở phần tỷ số, ta cần nhớ cái tính chất là nếu phân chia khối đa diện H thành hai khối đa diện H1 và H2 thì thể tích của khối H sẽ bằng thể tích của khối H1 cộng thể tích của khối H2. Phần củng cố chúng ta đến đây là hết.
Chuyên đề thể tích khối đa diện của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe. Chúc các em học tập tốt. Xin chào tất cả các em.